Vân sẽ nói về cái đề tài niềm tin nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống của mình ha. Anh chị ơi, nhắn giùm Vân là các bạn tên, các bạn đến từ đâu giùm Vân nhé. Cho Vân coi coi khán giả yêu chuộng của mình đến từ đâu. Ok, so mình sẽ nói về cái đề tài niềm tin ha. Niềm tin nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống của mình, trong công việc cũng như là trong gia đình của mình, trong xã hội thì nó quan trọng như thế nào. Thì mấy anh chị biết đó là tại sao mà có những em học sinh giỏi, và tại sao có những em học sinh không giỏi lắm, và tại sao mà mình có những người thành công và cũng bên cạnh đó thì có những người không được thành công hoặc là thành công rất là giới hạn. Thì tại sao họ khác nhau ở chỗ nào mấy chị? Có phải là họ khác nhau rất là nhiều cái, nhưng mà cái đó trong một cái đó là có cái quan trọng nhất là niềm tin không? Họ khác nhau ở cái niềm tin, và cái niềm tin là một cái gì đó mà có thể là một cái động lực để giúp nhiều người thành công trong tất cả các lĩnh vực mấy anh chị. Thì bản thân Vân cũng vậy. Tất cả cái gì mà Vân làm á, Vân không có giỏi mấy anh chị, nhưng mà Vân nhờ một cái là Vân thấy người ta làm được là Vân xây dựng cho mình một cái niềm tin là người ta làm được thì Vân sẽ làm được. Để Vân nói cho nó ngay. Thì khi mà Vân xây dựng cái niềm tin đó rồi đó, thì Vân giữ vững cái niềm tin của mình và Vân tiếp tục Vân đi dù gặp rất là nhiều trở ngại. Nhưng mà trong trong cái lúc mà Vân gặp trở ngại đó, Vân nhớ tới cái ước mơ của mình mấy chị. Mình phải có cái mục tiêu, cái ước mơ của mình. Cái ước mơ của mình là mình muốn làm cái gì đó. Ước mơ của mình, thí dụ như mình muốn có thời gian với con, mình muốn có thời gian, toàn thời gian với con. Thì trên cái bước đường đi của mình á, để đạt được ước mơ đó, là mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Chứ không phải không nha, mình gặp rất là nhiều khó khăn. Mà khi mình gặp khó khăn á, thì mình sẽ nghĩ tới cái ước mơ lớn của mình. Là nếu như mình không vượt qua cái khó khăn này, thì làm sao mình đạt được là tự do về thời gian với các con. Mình đâu có muốn sống cả đời để đi làm rồi để rồi con mình nó lớn lên, nó không có còn có thời gian với mình nữa. Con mình nó đâu chờ mình đâu. Cho nên nếu như mình muốn có thời gian với con mình á, bản thân của mình phải phấn đấu để đạt được cái mục tiêu, để đạt được cái ước mơ của mình mấy chị. Và mình phải tin tưởng là mình sẽ làm được. Vân tin á, là tất cả các anh chị em mình ai cũng có thể làm được tất cả những cái điều mà mình mơ ước, mà mình muốn hết. Thí dụ như giữa cuộc sống vợ chồng cũng vậy, cuộc sống gia đình cũng vậy. Nếu như mà mình tin tưởng nhau á, hai vợ chồng tin tưởng nhau á, thì chắc chắn sẽ rất là hạnh phúc. Tại vì khi mình tin tưởng nhau thì cái gì mình cũng có thể tâm sự cho nhau nghe được hết. Dù chuyện vui, chuyện buồn hay là gặp khó khăn gì đó, mình cũng có thể nương nhau để đi, cũng có thể tâm sự lẫn nhau hết. Còn nếu như mà người vợ không tin người chồng, người chồng không tin người vợ, thì làm sao mình có cuộc sống hạnh phúc được mấy anh chị. Hôm hai bữa trước có một người gọi cho Vân, nói là Vân ơi, không biết tại sao mà mình không thể nhìn mặt ông chồng mình. Mình hận ổng dữ lắm luôn. Hai người ở chung nhà, ngủ chung giường mà bao nhiêu năm trời không nói chuyện với nhau mấy chị. Thì Vân cảm nhận được á, là cuộc sống địa ngục trần gian mấy chị. Mặc dù Vân chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà Vân chỉ nghe hai câu nói thôi là Vân cảm nhận được là niềm tin của họ không có với nhau. Và sống một cách rất là đau khổ, sống một cách rất là phải nói là địa ngục trần gian đó. Thì mình cảm thấy nó tội nghiệp quá, cảm thấy sao sao á. Cho nên là tại sao mình lại không xây dựng niềm tin cho nhau. Khi mình đến với nhau thì mình hứa đủ lời hết và mình nói đủ hết. Nói chung là cái gì cũng ok hết. Nhưng mà mình ở với nhau một thời gian rồi thì tại sao càng ngày mình lại càng không có niềm tin với nhau là sao? Cho nên là cái niềm tin á, rất là quan trọng trong hôn nhân. Mình phải tin tưởng nhau thì mình mới sống với nhau được. Còn các con của mình cũng vậy, mình phải tin tưởng nó, mình phải thấu hiểu nó và tin nó, tin các con mình thì mình mới có được cái sự thương yêu thật sự giữa mình với con mình. Và
mình mới có được cái cuộc sống thật sự cho gia đình của mình mấy chị, một cuộc sống đầy ý nghĩa, chứ không phải cuộc sống mà sống với nhau trong một nhà, sống với nhau nói chung là một nhưng mà là hai, là rất là xa, ngủ chung giường với nhau mà người này quay một dách, người kia quay một dách thì thấy rất là đau lòng. Cho nên phải có niềm tin. Giống như bữa nay có một bạn ở Việt Nam gọi Vân, nói chuyện xong rồi, nói chuyện với ông xã Vân, nói chứ sao mà dám cho Vân đi về Việt Nam một mình như vậy, rồi sao mà Vân lại dám cho ảnh đi một mình như vậy. Thì rất là nhiều người hỏi câu hỏi này mấy chị. Thì anh xã Vân chỉ nói một câu thôi, nếu mà có niềm tin á, thì nó đi tới đâu cũng được hết á, đâu có cần phải đi Việt Nam đâu, đi bất cứ nơi nào mình có niềm tin với nhau thì mình sống rất là thoải mái, rất là vui vẻ với nhau. Chứ mà mình không có niềm tin gì hết trơn thì dĩ nhiên ở gần nhau cũng thấy bất an, không có an được mấy anh chị đó. Cho nên niềm tin nó rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Rồi nói về mà business partner đó, là cái người mà mình cùng cộng tác để làm ăn với nhau đó, mà mình không có niềm tin á, thì làm sao mà hai người làm việc chung được, làm sao mà công ty mình nó phát triển mạnh được, tại vì hai người không có niềm tin. Mà công việc nào á, mà mình muốn làm lớn á, tất cả cái gì mà mình muốn làm lớn á, thì mình phải chung sức với nhau, một cái đầu, nhiều cái đầu mà chung lại thành một cái đầu, thành một thể như vậy thì nó mới phát triển ra được mấy anh chị. Còn bây giờ nhiều cái đầu với nhau mà mỗi một cái đầu một cái ý kiến, không có ai tin tưởng ai hết, và nhiều người nhiều ý quá, làm việc rã rời, ý tưởng rã rời đã hết, thì làm sao kinh doanh mình mạnh được. Mấy anh chị đồng ý với Vân chỗ này không? Ok. Và nói về một cái vấn đề niềm tin á, thì Vân thấy rất là nhiều mấy anh chị, Vân thấy rất là nhiều anh chị bình thường lắm, trong công ty Vân đang làm á, là Vân thấy những anh chị rất là bình thường luôn. Giống như hôm qua Vân có phỏng vấn một một chị Dung Nguyễn ở Maryland đó, rất là bình thường, những người mà Vân tưởng tượng như là họ không có thể làm gì được á, nhưng mà vì cái niềm tin mãnh liệt á mà họ thành công, vì cái niềm tin mãnh liệt mà họ vượt qua rất là nhiều khó khăn của họ đang gặp phải, đã gặp phải, và để họ đạt được cái ước mơ của họ mấy chị. Cho nên bất cứ chuyện gì mình làm, bất cứ chuyện gì mình mơ ước, và bất cứ chuyện gì dù lớn dù nhỏ, Vân cũng tin chắc là nếu như anh chị em mình có cái niềm tin, có thật sự niềm tin mãnh liệt trong những gì mình làm đó, thì Vân tin chắc luôn là mấy anh chị sẽ thành công. Vân Vân rất là thích nghe ông Jack Ma ông nói, không biết là anh chị em mình có biết cái ông Jack Ma người Tàu mà là tỷ phú không? Thì ông ta là một cái người sáng lập ra công ty Microsoft Word, công ty về vi tính của lấy tên là Alibaba đó. Thì ông ta trước đây đó là ông ta là một người rất là bình thường lắm luôn, và khi mà ông ta thi vào, đại khái là đăng đặt làm cái application á, đưa đơn vô trường Howard hay tất cả các trường đại học khác đều từ chối ông hết. Thì sau này ông mới có cái ý tưởng là ông muốn lập một cái công ty về chuyên về software vi tính. Không có ai tin là ông làm được hết mấy chị, nhưng mà bản thân ông tin ông làm được, bản thân ông có một cái niềm tin rất là mãnh liệt, và các trường đại học từ chối ông ta đó, thì ông ta lại nói là một ngày nào đó tôi sẽ đứng lên trường đại học này để tôi giảng dạy, chứ không phải là học sinh đi học nữa. Thì ông có một niềm tin rất là mạnh, rất là vĩ đại, là một ngày nào đó ông sẽ làm triệu tỷ phú, một ngày nào đó ông sẽ rất là thành công với những cái tư tưởng của ông. Nhưng mà mấy anh chị biết không, ai cũng phản đối hết, bao nhiêu người bạn xung quanh, hai mươi mấy người bạn của ông, và không có một ngân hàng nào cho ông mượn hết, dù chỉ là có vài ngàn thôi mà người ta từ chối ông hết mấy anh chị. Nhưng mà vì một cái niềm tin mãnh liệt, vì một cái niềm tin muốn thành công, và vì thật sự tin tưởng vào bản thân của mình đó, thì ông ta vượt qua được hết tất cả những khó khăn, và để rồi bây giờ ông ta là một tỷ phú với chị, rất là nổi tiếng. Thì cũng vậy, rất là nhiều câu chuyện mà phải nói là mình rất là cảm động luôn, là những người bình thường thôi, không có phải là cái người mà có bằng cấp cao, hay là những người mà có tiếng có tên rồi hay này kia, mà vẫn gặp những người rất là bình thường mà họ tin là họ làm được, họ muốn thay đổi, họ thật sự họ muốn thay đổi, thì họ tin vào chính họ, họ tin vào công ty, họ tin vào sản phẩm, họ tin vào những cái gì họ đang làm đó.
thì tự nhiên cái tin đó nó mạnh hơn cái nỗi sợ hãi, và cái ước mơ của họ nó mạnh, nó lớn hơn cái nỗi sợ hãi của họ, và họ vượt qua một cách rất là phải nói là không không có thể nói là nhẹ nhàng hay là dễ dàng, nhưng họ có cái đủ nghị lực vượt qua những cái khó khăn của họ để họ đạt được cái đỉnh cao của cái sự thành công của họ. Nên chị Vân rất là khâm phục những người này. Bản thân Vân cũng vậy. Vân cho một cái thí dụ về cái công việc của Vân á, là không có ai nói Vân làm được hết. Lúc mà Vân nhớ là lúc mà Vân về công ty lần đầu tiên đó, thì không có ai nghĩ Vân làm được hết. Và người đầu tiên Vân gọi là người em trai của Vân, mà em trai của Vân là cái người rất là giỏi về kinh doanh, và Hy làm cái gì Hy cũng thành công hết. Và Hy làm về địa ốc nè, Hy làm kinh doanh nail nè, Hy làm cái này cái kia cái nọ, Hy làm nói chung là Hy thích kinh doanh lắm và Hy làm thành công lắm. Thì Vân trong đầu Vân nghĩ là người đầu tiên Vân chia sẻ cơ hội này là Him, và Vân muốn em đồng hành với Vân để chị em cùng thành công. Nhưng mà Vân bóc điện thoại Vân gọi thì em lại làm cho Vân một trang luôn, là nói là chị ơi, chị không có khả năng ăn nói, chị không có đầu óc kinh doanh, chị không có bạn bè, chị không có biết lái xe đi xa, chị không có thích đi máy bay, và chị vân vân và vân 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 vân, coi như là một dài như một khúc giải gì đó, và nói là kết cuộc là sao, chị không nên làm, tại vì em biết chắc là chị làm sẽ không bao giờ thành công hết. Thì khi mà vân nghe nói vậy á sorry mấy chị, khi mà vân nghe nói vậy á, mình cũng lo chứ đúng không, mình cũng 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 lo là người em này là người em mà lúc nào mình cũng look up to, người em mà mình lúc nào mình cũng rất là ngưỡng mộ, bây giờ em lại nói như vậy. Nhưng lập tức Vân quay về cái niềm tin Vân liền, ngay tức khắc liền, là tại vì Vân đã thấy công ty, Vân đã thấy những người thành công, Vân dùng sản phẩm rồi, Vân tin được sản phẩm, và Vân cần thấy những gì Vân đã thấy rồi. Cho nên là Vân lập tức Vân quay về cái niềm tin của Vân, là Vân nói là không có sao hết, người ta làm được thì tôi sẽ làm được, và Vân lập tức Vân chuyển những cái suy nghĩ xấu thành những cái suy nghĩ tích cực, ngay tức khắc rằng Vân sẽ chứng minh cho em thấy một ngày nào đó Vân sẽ thành công, để cho em thấy được là cái này nó có thật, để cho em thấy được là Vân có tiềm năng để làm điều đó mấy chị. Cho nên là Vân lập tức chuyển cái tại vì mình đang là baby trong cái kinh doanh này, mà mình đang làm một cái người rất là yếu, rất là nhỏ. Thì khi mà Vân thấy mình nhỏ bé quá, mà Vân thấy em lại nói như vậy, em thì lúc nào mình cũng nghĩ là em là cái người rất là sáng suốt trong kinh doanh, mà em nói như vậy thì Vân lập tức Vân bị xuống chứ. Nhưng mà lập tức những cái tiêu cực mà Vân đang xìu vậy đó, Vân lập tức Vân chuyển liền, là Vân nói là nếu như em nói như vậy thì chị sẽ chứng minh cho em thấy một ngày nào đó chị sẽ thành công, và thành công rất là lớn với những gì chị làm, để cho em thấy được cái khả năng của chị, để cho em biết được là chị không phải giống như em nghĩ, để cho em biết được là công ty này nó có thật đó. Thì Vân suy nghĩ như vậy, và Vân lập tức Vân xây dựng cho mình một cái niềm tin rất là mãnh liệt trong đầu liền. Vân không để cho em Vân đánh cắp ước mơ của Vân, và đạp đổ cái niềm tin của Vân, và thế là xong cái chuyện đó. Và về tới nhà đó mấy chị, Vân kể cho ông xã Vân nghe những gì Vân thấy từ công ty, rồi người thành công, rồi cái này cái kia nọ. Thì ông xã Vân lại là một lần nữa y chang như người em của Vân mấy chị, lại đưa ra rất là nhiều lý do là em không thể nào làm được đâu, em không không biết tiếng tiếng Anh lơ lớ, tiếng Việt cũng ba mớ, và nói ra cũng không có ai hiểu em nói, và em cũng không giỏi nói chuyện với người ta, và vân vân và vân vân, nhiều ơi là nhiều cái lý do mà muốn mình phải bỏ cuộc mấy chị. Thì Vân lại một lần nữa Vân nói là em sẽ chứng minh cho anh thấy là những suy nghĩ của anh chưa chắc là đúng, và em sẽ chứng minh cho anh thấy là những cái gì mà anh nói về em á, em sẽ là cái người kêu bằng hoàn thiện, là một người khác hẳn, là một người tốt hơn hôm qua để có cái sự thành công, và em tin chắc là em sẽ làm được điều đó, anh cho em thời gian nha, em sẽ làm được. Và rồi tiếp tiếp đó rồi là Vân gặp rất là nhiều khó khăn từ những người bạn, những người xung quanh, những người mà mình nói ra tới đâu người ta cũng bác hết, là tại vì Vân thật sự là Vân không có giỏi mấy chị, Vân là một người rất là bình thường, và trước khi làm công việc của Vân cũng đã từng tịnh khẩu, không nói chuyện với ai, không chơi với ai,
rồi cũng rất là hiếm hoi có bạn. Những người bạn của Vân là những người bạn có tuổi không à, cho nên là không có làm ăn gì được hết, không có kinh doanh được nữa, cho nên Vân rất là khó. Nhưng vì cái niềm tin á, cái niềm tin mãnh liệt của Vân là người ta làm được tôi sẽ làm được, và Vân có những cái ước mơ rất là lớn. Ước mơ mà Vân nói là nếu không thành công với công việc của Vân đang làm thì chắc chắn cái ước mơ Vân nó sẽ không thành hiện thực nên chị. Cho nên chính vì lẽ đó mà Vân nói là Vân không cần biết trở ngại như thế nào, không cần biết khó khăn bây giờ Vân đang gặp phải như thế nào, Vân lúc nào cũng nhìn tới cái ước mơ to đùng của Vân như vậy nè. Ok, Vân nhìn tới ước mơ là nếu lúc nào mình cũng nghĩ là mình thành công thì mình sẽ đạt được cái ước mơ đó, ô tuyệt vời vô cùng luôn, là mình sẽ được như vậy như vậy như vậy nè nếu mình thành công. Còn nếu như bây giờ mình bỏ cuộc á thì mình bị người ta đánh cắp ước mơ của mình rồi, mình bị người ta khống chế ước mơ của mình rồi, thì mình bỏ cuộc thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ có cái ngày thành công hết. Cho nên chính vì lẽ đó mà Vân cam kết và tin tưởng 110% là Vân sẽ làm được và Vân sẽ tới đích, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc nào Vân cũng nhìn vào một cái khía cạnh là kết quả của Vân sẽ đạt được nó là như thế nào, không bao giờ Vân nhìn vào cái vấn đề mấy chị, mặc dù cái problem á, cái vấn đề của mình gặp phải nó không có nhỏ, tại vì cái ước mơ càng to thì cái thử thách nó càng lớn đó chị, nó lớn khủng khiếp lắm. Cho nên khi mà cái thử thách nó lớn như vậy đó, nhiều lúc mình khó vượt qua lắm, rất là khó vượt qua đó chị. Thì lúc nào Vân cũng nhìn vào một những cái người mà thành công, mà những người bình thường thành công đó, thì trong công ty Vân có một cái anh tên là anh Andy Lau, thì anh Andy là một người nói chuyện ra không ai hiểu anh nói gì. Và lúc nào mình cũng look up cho ảnh á, là mình nói trời cái anh này mà ảnh làm được là chắc chắn Vân sẽ làm được đó, tại vì tiếng Tàu 30%, tiếng Việt 30%, tiếng Anh 30%, nói ra hờ lớn lớn lợn lợn nửa này nửa kia không ai hiểu anh nói gì hết mà anh vẫn làm được mấy chị. Anh rất lên rất xuống, anh chồi tới anh chồi luôn, mà cuối cùng 3 năm sau, 3 năm rưỡi sau anh vẫn làm được, là 1 triệu phú của công ty mấy chị. Cô có phải là nó là chuyện phi thường không? Và bây giờ câu hỏi của Vân cho ảnh là bằng cách nào anh có thể đạt được những cái kết quả như ngày hôm nay, thì ảnh nói là tại vì anh có cái niềm tin. Hỏi niềm tin anh là như thế nào? Đó, niềm tin của anh rất là mãnh liệt, và anh tin vào sản phẩm, anh tin vào công ty, và anh tin vào những người hỗ trợ anh, những người đi trước đã thành công hỗ trợ anh, và anh tin vào bản thân của anh sẽ làm được. Cho nên 4 cái niềm tin này nó giúp ảnh thành công anh chị, nó giúp ảnh vượt qua tất cả những khó khăn mà ảnh đã từng trải. Và để rồi chỉ trong vòng 3 năm rưỡi thôi, ảnh là một cái người rất là thành công bây giờ. Thì Vân nói wow. Thậm chí bây giờ ảnh nói chuyện xin lỗi Vân còn phải hả vài cái nữa Vân mới hiểu cái câu nói của ảnh nữa mấy chị. Nhưng mà ảnh có nhiều cái rất là hay, rất là hay, mình cần phải học. Chứ không phải là nói chuyện không hay là nói chuyện giỏi mới thành công mấy chị. Có nhiều cái hay, phải nói là giống như ảnh nói chuyện không được thì ảnh làm bằng vi tính, ảnh làm mọi cách để ảnh thành công. Và là một người rất là ham học cực kỳ ham học luôn. Tất cả các sự kiện, tất cả những buổi huấn luyện và đào tạo Vân thấy ảnh take note nè ha. Rồi ảnh record đó, thâu lại nè ha. Và khi mà có một vài lần Vân hỏi chứ anh thâu như vậy về anh có thời gian anh coi anh nghe lại hay không, ảnh nói có chứ. Ảnh nói là nếu mà không nhờ mấy cái này thì anh sẽ không có ngày hôm nay. Vân hỏi ủa lý do tại sao, ảnh nói là vì anh học không có giỏi giống người ta, và vì anh không có giống như là cái gì nó cũng thua kém người ta, thì anh phải cố gắng hơn người ta nữa. Nhưng mà cái quan trọng là với cái sự cố gắng và cái niềm tin mãnh liệt của anh đó thì anh làm được tất cả mấy anh chị, anh vượt qua tất cả những cái khó khăn. Cho nên mình nhìn vào những cái người đó mà mình nói trời ơi không có sao hết, em sẽ cam kết với anh và em cam kết hứa với bản thân của em á là em không bao giờ bỏ cuộc trong cái kinh doanh của em, và bất cứ cái gì mà em muốn đó là em phải làm cho bằng được, và em không bao giờ bỏ cuộc hết. Là tại sao? Là tại vì đã có một người làm thành công rồi thì em cũng cũng tin chắc là em sẽ thành công. Và đây bây giờ đã có là công ty của Vân hiện bây giờ đã có trên 1.500 triệu phú đã ra đời rồi, thì không có lý nào không phải là mình mấy chị. Mình xây dựng cho mình một cái tư duy là không có lý nào không phải là Vân, cho nên là Vân tin chắc là Vân sẽ làm được. Và nếu như mình còn xây dựng cho mình một cái mạnh nữa là nếu như sản phẩm này tốt, công ty này tốt mà chưa có ai thành công hết á,
thì bản thân của Vân sẽ là cái người đầu tiên thành công để chứng minh cho mọi người thấy, để cho dìu dắt những người khác thành công nữa mấy anh chị. Cho nên là mình phải có cái niềm tin, và cái niềm tin mà mạnh nhất á, là cái niềm tin vào bản thân của mình mấy anh chị. Mình phải có niềm tin giữa bất cứ những gì mình làm, thì Vân tin chắc luôn là mấy anh chị sẽ tạo ra kết quả. Nhưng mà cái niềm tin á, nó cũng niềm tin không, nó cũng chưa đủ. Cái niềm tin á, mà mạnh á, thì nó phải take action, nó phải hành động thì nó mới tạo ra kết quả mấy anh chị ha. Nhưng mà quan trọng lắm luôn là cái niềm tin trong mình phải có về bất cứ cái lĩnh vực nào. Không biết là mấy anh chị có ai đồng ý với Vân là niềm tin nó quan trọng hay không. Nếu mà anh chị đồng ý, mấy chị bấm chữ yes giùm Vân ha, để coi. Thì bây giờ Vân thấy rất là nhiều anh chị trong Facebook Live với Vân. Thì nếu mà anh chị mà tin, mấy anh chị mà nghĩ là cái niềm tin nó quan trọng trong cuộc đời của mình, nó quan trọng trong cuộc sống của mình, nó quan trọng trong cái kinh doanh của mình, thì mấy anh chị bấm giùm Vân chữ yes để Vân coi có bao nhiêu người tin là niềm tin nó quan trọng trong cuộc đời của mình. Ok. Mà nếu như mà những người không bấm chữ yes có nghĩa là chưa có tin vào mình đúng không? Anh chị chưa tin đúng không? Ok. Nếu mà mình chưa có tin á thì mình sẽ tìm cho mình cái niềm tin thì mình mới thành công được. Còn bây giờ mình không có niềm tin á thì ra ngoài đường người ta nói coi chừng bị gạt đó, hoặc là làm không có được đâu, hay là cái gì đó người ta nói ra đó, thì mấy anh chị có tin là mình sẽ giống người ta không? Mấy anh chị mình làm bất cứ cái gì mình nên giữ vững cái lập trường của mình á, mình đừng có bị ai lay động hết. Và thí dụ như Vân hay chia sẻ bên cái trang Phật pháp của Vân á, là cái đường kinh doanh của Vân, Vân coi giống như cái đường tu của mình vậy đó. Mình phải có niềm tin mình thì mình mới đi được. Ok, tất cả cái gì cũng phải liên quan đến cái niềm tin hết. Và nếu như mình không có niềm tin với Đức Phật thì mình sẽ không có lại Phật được. Tại vì lại Phật không phải là chuyện dễ đâu, lại Phật là cái cực lắm. Nhưng mà nếu mình không có niềm tin, chắc chắn mình sợ không có lại Phật được. Và nếu mình không có niềm tin với Đức Phật thì mình sẽ không tới chùa được, và không có ngồi trong cái đạo tràng mà để tụng kinh niệm Phật được. Còn nếu như mình không có niềm tin với Chúa đó thì chắc chắn mình vào trong nhà thờ mình tụng kinh cũng là một cái cực hình. Ok. Cho nên là mình phải có cái niềm tin với những cái tín ngưỡng của mình, với những cái gì mình đang làm, với những gì mình đang hành trì, với những cái cuộc sống xung quanh của mình, những người thân của mình, những người mà cùng đồng hành với mình trên bước đường tương lai, trên bước đường làm ăn, cũng như trên bước đường mà xây dựng cái hạnh phúc của mình, thì mình phải có niềm tin với nhau thì mình mới đạt được mấy anh chị. Thì trong đây vẫn thấy rất là nhiều người mà chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, chỉ có 5 bạn có niềm tin thôi, còn tất cả các bạn khác thì sao ta? Ok, thật ra Vân không phải muốn hỏi để làm khó mấy anh chị, nhưng mà Vân muốn hỏi để coi có bao nhiêu người thật sự nghiêm túc có cái niềm tin để vượt qua những khó khăn của mình mấy anh chị. Thì Vân cũng hết giờ rồi, cho nên Vân cũng tóm tắt lại là trong cuộc sống của chúng ta, từ cái nhỏ cho tới cái lớn, tất cả cái gì mình muốn làm và muốn đạt được kết quả thì mình phải có niềm tin với cái đó. Và mình tin được á, là mình thành công, mình tin được mình làm được thì chắc chắn mình sẽ có kết quả. Còn như mình không tin nó đó, là chắc chắn mấy anh chị mình rất là khó để tạo ra kết quả, để tạo ra cái sự thành công. Thì Vân hy vọng là mấy anh chị đi tìm ra được cái niềm tin ở chính mình, niềm tin làm sao để mình vượt qua cái khó khăn đó, và đủ cái nghị lực ha, đủ nghị lực, đủ sức mạnh để vượt qua nó. Và Vân tin chắc nếu mà anh chị tìm ra được cái niềm tin đó rồi đó, thì Vân tin chắc là mấy anh chị sẽ thành công trong tất cả các lĩnh vực, từ trong gia đình cho tới phía ngoài xã hội, cho tới phía trong công việc của mình. Ok mấy anh chị, Vân chúc mấy anh chị một ở Mỹ một buổi tối an lành, và ở Việt Nam là một ngày gặt hái nhiều kết quả tốt. Và thân chào các anh chị, hẹn gặp vào ngày mai nhé. Bye bye.